Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ test thực tế máy khoan đất Oshima 2B và 2BS cộng với mũi khoan đường kính 200 và 300 cho các bạn. Bây giờ mình sẽ khui thùng máy khoan và mũi khoan ra, hướng dẫn các bạn cách sử dụng. Đầu tiên mình sẽ khui thùng máy khoan đất 2B. Đi theo máy là có một vẽo rót nhớt và một bình pha nhớt, một bộ đồ phụ kiện và thân máy chính, một bộ sách hướng dẫn sử dụng và phiếu bảo hành. Máy khoan đất Oshima 2B. Đây là công tắc tắt mở máy. Đây là chụp giật, e gió, buji. Máy khoan đất Oshima 2B và tất cả dòng máy 2 thì của Oshima đều pha tỉ lệ nhớt là 25 lít xăng trên 1 lít nhớt. Bây giờ thì mình sẽ châm nguyên liệu vào. Đây là bình xăng mình đã pha tỉ lệ nhớt 25:1 rồi nha các bạn. Các bạn mở nắp bình xăng ra, sau đó châm nguyên liệu vào. Các bạn dùng bô đài để nó khỏi rớt ra ha. Mình chạy thử nên là mình chỉ dùng một ít xăng thôi. Sau đó các bạn phải chặt vào. Khi mới sử dụng lần đầu thì khi các bạn châm nhớt vào thì các bạn phải bơm xăng lên. Ở dưới nắp xăng này nó có cái nút bơm xăng nha. Khi nào bơm đầy vào cái này thì là xăng nó sẽ lên và các bạn giật nổ là được. Các bạn ấn khoảng tầm 7-5 cái. Rồi. Khi xăng nó đã lên đầy rồi nha các bạn. Này, các bạn nhìn này, xăng nó đã đầy rồi này. Đó. Đây là e gió. Các bạn đóng e gió vào. Các bạn giật nổ. Các bạn bật công tắc này đi. Đây là nút công tắc on và off. Chúng ta sẽ bật về nút on. Đây là mũi khoan đường kính 20cm, dài 80. Chúng ta mở chốt ra. Rồi. Trên này có chốt để gài nha các bạn. Và chúng ta chỉ nắp vào, trên này cũng có cái chốt theo này. Rồi. Nút chốt thì chúng ta sẽ gài cái này vào nha, để giữ lại. Đây là cái máy khoan đất đã hoàn thành cái nắp và bây giờ chúng ta chỉ khởi động và khoan thử ha. Bây giờ mình sẽ tháo mũi khoan đường kính 300 ra để chạy thử cho các bạn nhé.
cách tháo và nắp mũi giống nhau hết nha các bạn. Bây giờ mình gạt chốt này ra và mình kéo cái chốt ra và mình rút máy ra thôi. Mỗi mũi thì sẽ có chốt đi kèm theo mũi nha các bạn. Rồi chúng ta đút chốt qua. Chúng ta gài cái nút chốt vào. Sau đó chúng ta sẽ khoan thử. Cái khoan thử thì cũng giống như dòng chúng ta chỉ việc bật công tắc lên là giật nổ. Xem đường kính của mũi khoan. Em ơi, rồi em ơi. Máy khoan đất Oshima 2B với công suất mạnh mẽ và mũi khoan hợp kim thép rất bền bỉ, có thể khoan được lỗ khi đụng vào những cái rễ của cây nâu năm nhỏ vẫn có thể khoan được nha các bạn. Đây là hình ảnh thực tế của mũi khoan xuống đất trồng cây lâu năm rất cứng và có rất là nhiều loại rễ nhỏ. Và bây giờ chúng tôi sẽ thay mũi 150 bằng mũi 250 để khoan cho các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khởi động và khoan máy. Đây là hình ảnh thực tế của lỗ khoan đường kính 250.
Đây là đất trồng cây lâu năm rất là cứng. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.